Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của Tụi Tụi Đường Phố, là mình đây, rất vui các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một anh em và tất cả con đe hiện tại của game nha các bạn nhá. Hôm qua thì tôi mới đi tìm được anh em, hôm qua thì vừa mới đi mò được tất cả con đe của bên game luôn. Bữa nay tôi thấy cái tính năng quay phim này, tôi thấy mấy anh em làm cái video kiểu quay MV các kiểu. Ui, tôi mới xem được quả MV của sếp anh em, các bạn đã xem chưa? Đấy, trên Facebook á, thấy mấy ông làm á, hay thật sự anh em, không nhận cái trò này hay thật. Để anh em nào chơi hứng thú, anh em làm team quay luôn nhỉ, làm clip kiểu được anh em rực rỡ. Quay về đến vấn đề chính các bạn. Ok, để làm sao nhập được code anh em vào vần điện thoại nhá, vào vần cài đặt các bạn. Hôm nay tôi mới mò được nguyên ổ code luôn anh em, nhiều thật sự luôn các bạn, rất là nhiều luôn, nhưng mà không. Bắt đầu thôi anh em nhá. Này, xem Teo ti anh em, đọc theo đây, Teo ti à. Code này đã được sử dụng rồi anh em. Yeah, tôi sử dụng rồi nhưng mà các bạn là chưa sử dụng thì anh đừng nhầm nhá. Một cái này. Rồi, tiếp tục cái thứ hai anh em. Đấy, Lucky Boy. Con đen này không còn hiệu lực, vui lòng con đen khác. À hết luôn rồi. Thì như tôi cũng nhập luôn rồi anh em, Lucky Boy tôi cũng nhập rồi. Đấy, hai cái. Rồi, tiếp tục anh em. Happy Target Tegos 2020 anh em. Rồi. Quá hết hạn luôn rồi. Tôi biết anh em, nói chung để đây nguyên bộ cốt là các bạn gửi tôi anh em 12 cốt lận. Đấy, giờ đi thử anh em, tội trả tội gì. Rồi, Eto Get The. Đùa toàn cái cốt hết hạn này, sợ thật. Tiếp tục nào. Nữa. Nói chung thì không biết thế nào, nhưng mà đây nói chung là nhận được nguyên bộ cốt anh em chung nè. Mong là sẽ có cốt cho được anh em. Nữa hả? Không đúng. Rồi, không đúng, xóa đi, thay tiếp code mới anh em. Thank you 20k view. Cái này thì tôi đã sử dụng rồi anh em. Đó, có một số code đấy, 4 5 code tôi dùng rồi, nên là anh em nào chưa dùng thì tranh thủ dùng nhé. Đây, code này hắn dùng được này. Anh em nào chưa dùng thì tranh thủ dùng này. Fox này. Rồi, code này tôi đã sử dụng bữa tôi nhập rồi anh em. Code này bữa tôi đã sử dụng rồi. Đó. Vậy là 4 code hắn còn dùng được anh em nhá. Sơ sơ là 4 5 code hắn dùng được đấy anh em, để ý nhá. Code nào dùng được các bạn nhập vào. Rồi. Cô này tôi dùng luôn rồi. Uầy. Rồi, vậy là nãy giờ có 4 5 cốt rồi anh em, 4 5 cốt đã dùng được. Đây. Tiếp, lại cốt hết hạn. Rồi, vậy là có mấy cái hết hạn anh em. Tôi lọc ra nào. Tôi lọc ra anh em. Một cái hết hạn này, 2 3 4. Đó, mấy cái hết hạn anh em. Rồi, giờ nhập thử mấy cái này coi. Cũng hết hạn luôn rồi. Vậy là chúng ta còn 4 5 cái rồi anh em. Đó thì anh em thủ nhập. Bữa thì tôi nhập hết rồi, mấy cái kia tôi nhập hết rồi. Thì thật. À đúng. Đúng. Ở đây anh em. Nó. Con này không phải anh em, con này không phải. Đây. Đây, Toget The 2021. Toget The. Ok. Ô vậy long quăng đi, long quăng lại thì chúng ta chỉ còn có 6 cái code anh em. Đó, 6 cái code trên là còn dùng được anh em. Đó, các bạn để ý nhá. Còn 6 cái code là còn nhập được đây các bạn. Đây, cái dưới nữa 6 cái anh em. Đó thì anh em chỉ thủ nhập thôi, thì cũng tổng hợp code cho anh em luôn. Đó, hôm qua vừa phát hiện ổ code đấy thì đấy thì tiện đi nhập luôn, giới thiệu qua cho anh em. Đó. Ngoài ra thì anh em bảo mới fix lại tính năng câu cá thì phải các bạn. Bây giờ câu cá nó ok hơn, nói chung là thử đi câu xem nào anh em, bơi ra đảo câu.
Ôi cần tôi xong gáy rồi. Trời ơi, có 24cm thôi à? Thôi nói chung thì lâu lâu quay trở lại điểm qua thế thôi anh em. Bây giờ tôi chờ đã, có gì hot tôi sẽ quay anh em video tiếp theo nha. Các bạn có ý kiến thắc mắc hoặc là có câu hỏi gì muốn thì cứ comment video, hoặc là thử thách gì cứ comment video nha. Tôi sẽ thực hiện cho anh em ở video tiếp theo. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.